Thông tin diễn viên Hồng Hải của phim Vì Cá Tiền Truyện, Cá Con Vượt Biển Lớn qua đời ở tuổi 31 vì bạo bệnh khiến cả showbiz bàng hoàng. Đau lòng nhất của lẽ là người vợ đang mang thai của anh. Chia sẻ với truyền thông, chị Lê Thị Bé Ngoan, 31 tuổi, sốc trước sự ra đi của chồng, diễn viên Hồng Hải dù đã chuẩn bị tâm lý. 3 tuần trước, Hồng Hải bị đau bụng dữ dội, cộng thêm bị vàng da nên đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Kết quả chẩn đoán gồm xơ gan giai đoạn cuối và viêm tá tràng khiến Hồng Hải bàng hoàng. Trước đó, anh từng nhiều lần bị đau bụng nhưng chủ quan cho là cơn đau thông thường nên chỉ ra tiệm mua thuốc uống qua loa. Là huấn luyện viên thể hình, Hồng Hải có ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân. Dù vậy, theo bà xã, anh hút thuốc nhiều, thỉnh thoảng nhậu. Sau nhiều lần ép cân thi đấu thì đều ít nhiều bị ảnh hưởng sức khỏe. Khi anh nhập viện, chị Ngoan, mẹ ruột và gia đình vợ ở bên chăm sóc. Những ngày cuối đời, nam diễn viên thường trông ngóng vợ. Anh hay nắm tay chị Ngoan nói, em mệt không, anh đau quá, hoặc sợ mình mất sớm sẽ không có người lo cho vợ con. Khoảng 3 ngày cuối cùng, Hồng Hải mất dần ý thức, không trăng trối hay để lại di nguyện. Chị Ngoan đã chuẩn bị tâm lý từ lúc chồng nhập viện, vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn, rối ren. Dù vậy, chị không dám khóc nhiều, sợ ảnh hưởng thai nhi 4 tháng, kết tinh tình yêu thứ hai của vợ chồng. Bé hôm nay rất ngoan, không đạp bụng mẹ như những hôm trước. Thai nhi cảm nhận được cảm xúc của mẹ nên tôi không dám xúc động mạnh. Ngoài ra, tôi cũng sợ khóc nhiều sẽ khiến anh không an lòng ra đi. Chị nghẹn ngào. Chị Ngoan nói thêm, hiện đã bình tâm nhưng không nguôi hối hận. Giá mà những lần anh bị đau bụng, tôi kiên quyết bắt anh đi bệnh viện. Vợ Hồng Hải bỏ lửng. Diễn viên Hồng Hải và chị Bé Ngoan kết hôn cách đây 5 năm, có một con trai 5 tuổi tên Hải Anh. Chị Ngoan đang mang thai bé thứ hai, dự tính sinh bé trai sẽ đặt tên Hải Đăng, còn bé gái là Hải Vân. Vợ chồng sống tại thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 2 năm 2023 dọn về Phú Quốc, Kiên Giang đến nay. Hồng Hải làm huấn luyện viên gym, dạy võ, thỉnh thoảng thi đấu và đóng phim. Chị Ngoan mở tiệm làm tóc, làm móng, anh cũng có tay nghề làm tóc nên tham gia phụ vợ. Hồng Hải định thi xong một giải võ thuật tại đây sẽ đưa cả nhà về lại thành phố Hồ Chí Minh sinh sống rồi cùng vợ mở tiệm khác. Sinh thời, nam diễn viên yêu vợ, thương con, chăm chỉ làm lụng kiếm tiền để vợ con sống sung sướng. Ngoài ra, với tính cách thương người, anh được nhiều anh em bạn bè yêu quý. Trò chuyện với báo Giao thông, đạo diễn Mr. Tô không giấu được nỗi buồn khi nhắc về đồng nghiệp. Anh cho biết, 3 ngày trước có một bạn khán giả gửi tin nhắn báo tin về Hồng Hải, nhưng đến khi anh đọc được tin nhắn thì sức khỏe của diễn viên đã trở nặng. Mặc dù chỉ làm chung với Hồng Hải một dự án, nhưng đạo diễn Mr. Tô nói rằng tình cảm và giá trị nam diễn viên để lại cho anh và cả ekip là rất lớn. Anh bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng. Tôi đã hình dung ra nhân vật Hải 33 phải là một người đô con, to con, cao trên 1m8, gương mặt lạnh lùng. Ekip đã đề xuất rất nhiều diễn viên nhưng chưa ai đủ tiêu chí của tôi mong muốn. Tôi quyết định đăng lên mạng để tìm kiếm gương mặt mới. Hải có nhắn tin cho tôi, lúc nhìn ảnh của Hải tôi vỡ òa khi thấy đúng nhân vật mình tìm đây rồi. Nhưng bất chấp ekip đều cản tôi vì Hải không phải là diễn viên, tôi vẫn tin sẽ đào tạo được Hải. Khó khăn tiếp theo là Hải đang sinh sống và dạy gym tại Phú Quốc. Việc đi lại và sắp xếp công việc để vào Sài Gòn một tuần là không thể, thế là hy vọng của tôi bị dập tắt. Khoảng 10 ngày sau, anh nhận được tin nhắn của Hải. Em nói, trong thời gian đó, em có bay vào Sài Gòn để tham gia một giải đấu và có thể quay phim với tôi. Tôi rất mừng và tự tay sắp xếp lịch trình cho Hải. Kết quả là Hải đã hoàn thành rất tốt nhân vật của mình và tạo điểm nhấn cho cả bộ phim. Sau khi quay xong, tôi còn hứa hẹn sẽ mời Hải cho những dự án sau. Trong mắt tôi, Hải là một nhân tố đặc biệt, tài năng. Hình ảnh Hải trên phim trông bặm trợn nhưng ở ngoài em rất dễ thương, hiền lành. Lúc nào em ấy cũng cười vui vẻ, trong đoàn phim ai cũng yêu mến. Đạo diễn Mr. Tô xúc động nhớ lại kỷ niệm với diễn viên Hồng Hải.